Xin chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại với kênh của Kiên Trung Audio Và trong cái video clip của ngày hôm nay Thì shop Kiên Trung lại muốn giới thiệu với các bác một cái cặp loa của hãng Pioneer Em này có một cái model cuối dòng cuối số của dòng CS Cặp này có cái model là CS880 Đây là một trong những cặp loa hết dòng hết số của dòng CS Nó gồm một bát 40cm, một con trung 20cm và một cái con chép chép kèn bốn lỗ nguyên khối chiều rộng là khoảng 40 cm. Con chép kèn này. Loa thì uh, cao to, nặng. Có đường kính uh, có kích thước là chiều rộng là 52 cm, chiều uh, cao là 88 cm và chiều sâu là 40 cm. Cặp loa này về trong tình trạng thì riêng nguyên bản tuyệt đối luôn. Sau đây thì mời các bác uh, chúng ta cùng uh, khám phá cặp loa này nhìn tổng quát bên ngoài thì cặp loa này có một cái thiết kế rất là là hài hòa rất là gấu khủng long rồi nhưng mà nhìn nó rất là hài hòa luôn các bác nhé em quay thế này thôi chứ còn thực tế ở bên ngoài thì nó rất là to lớn nó rộng 52 cm gồm một bát 40 các bác cứ để ý kỹ thì những cái kiềng loa bên ngoài cái cấu hình của cái bát 40 này thì kiểu dáng thì rất giống với cái bát của bốn của 99A đó, rất giống cũng màng FB này cũng tám chấu này kiềng nhôm này Đó, kiềng nhôm tám chấu luôn Đó. bát cũng rất là màng giấy này Đó. các cái mũi vẫn còn đẹp khen luôn một con chung là 20 cm cũng màng FB Đó. chung xoáy nhá Đó. cái nón loa nó xoáy này Đó và đặc biệt là có một con chép kèn chiều ngang tầm khoảng độ 37 38 cm. Con chép kèn này thì cái họng kèn này rất là nổi tiếng rồi. À, cái kèn này là kèn gang đúc liền khối bốn lỗ. Rất là rộng lớn luôn. Và phủ bên ngoài thì em nó là một uh, hoàn toàn phủ bằng gỗ lạng nhá. Yeah. Màu vân gỗ rất là đẹp luôn, khóc cạnh các bác nhìn này em quay sát vào để có bác nhìn là những cái cạnh của cái cặp loa này tuy dòng là làm cổ rồi nhưng mà nó về nó vẫn còn rất là đẹp luôn vuông thành sắc cạnh không bể lở đây là đây là một chiếc em quay rất chi tiết rồi đấy ạ các cái góc Đó. loa thì có hai cái lỗ thở cho ở mặt phía trước thì thông số của cặp loa này thì uh, gồm một bát 40 này như em đã nói một bát 40 một chung 20 một chép kèn uh, loa thì nặng 45 kg loa thì uh, dòng uh, Pioneer CS này thì là trở kháng 8 ôm các bác lưu ý với em là uh, cái dòng uh, Pioneer của hãng PNR loa thì họ thường sử dụng uh, cái uh, ôm là 6,3 ôm và 8 ôm với những cái dòng mà cao cấp ấy, thì họ thường sử dụng là à, 8 ôm và 16 ôm. Và cặp này thì hôm nay là 8 ôm. Công suất là 100 W. Trở kháng là 8 ôm. À, phía trước của nó thì là một cái cặp lưới. Một cái cặp lưới mà lưới căng lưới cước các bác nhá, lưới cước riêng nguyên bản. À, lưới về thì còn à, tương đối đẹp à, tương đối đẹp đầy đủ tem mát Đây là đặc trưng của cái dòng à, PNCS880. Sau đây thì em sẽ quay đằng sau chi tiết từng chiếc để cho các bác chiêm ngưỡng cái cặp loa này. Vì cặp loa này rất là nặng thế nên là em phải cần sự trợ giúp của nhân viên. Thì sau đây thì thì thì, thì em quay lại để cho các bác xem nào. rất là nặng luôn. Đó. Đó, phía đằng sau đây của chiếc này có một cái đây là cái cầu 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 chuyển cầu chuyển cho từng giả a b c d cs tám tám mươi rất là đơn giản thế này thôi nhưng mà thùng rất là to cao luôn ạ hậu loa đẹp không có bể lờ chiếc bên này cũng vậy à, chiếc bên này cũng vậy kèn gang bốn lỗ này bát hai mươi màng fb rất là đẹp luôn quay nốt cả cái chiếc bên này đi góc cạnh cũng đẹp khen luôn Đó. căng lưới đầy đủ tem mác đầy đủ Nói về chất âm của cái cặp Pioneer CS880 này thì rất nhiều các cái trang mạng cũng giống như là các bác đã trải nghiệm cái cặp loa này thì cũng cho rất nhiều ý kiến. Nhưng đa phần là đều khen ngợi cái cặp này. Vì lợi thế của của cặp loa này là có một cái một cái kèn gang mà họng rất là sâu nhiều bác thì thậm chí là đánh giá cao hơn kể cả đánh giá chất âm cao hơn 99A tuy nhiên thì cái cặp này CS 880 về Việt Nam thì vì nó kích thước nó quá là to thế nên là một số bác thì phải có những cái không gian mà nhà rộng tương đối rộng rãi thì mới kê cặp này nó mới xứng và giá thành thì Việt Nam so với cái cặp 99A thì cặp này thì nó chỉ chưa bằng nửa tiền Em xin báo giá luôn cặp loa PN CS 880 Bát 40 chung 20 mùa một trách kèn gang 38cm Thì hôm nay tại shop Kiên Trung uh, Giao lưu với các bác với cái giá cực kỳ tốt Chỉ có 23 triệu đồng 23 triệu đồng cho một cặp loa mà PN bát 40 Màng FB Kèn gang 4 lỗ Thì quả là một cái giá thì... Uh, rất là tốt ở thời điểm này em cũng đã tham khảo một số cái trang mà shop bán ở trên 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 kênh ấy thì uh, tùy theo từng shop tùy theo từng uh, các cái mối chập hàng về thì cũng chưa bao giờ có cái giá là dưới 25 26 triệu đồng cả Tuy nhiên hôm nay thì về tại shop kinh trung thì shop kinh trung nhập được cái cặp này giá tốt thì để cho các bác giao lưu với các bác với cái giá chỉ với 23 triệu đồng 23 triệu đồng cho cặp loa Pioneer CS 880. Mọi chi tiết mua bán thì mời các bác liên hệ trực tiếp với Kiên Trung Audio theo số điện thoại đang chạy trên màn hình. À, shop Kiên Trung thì luôn luôn cam kết những cái sản phẩm như thế này thì là đều là bao zin bao xịn và có bảo hành. Với cặp loa CS 880, uh, shop Kiên Trung sẽ bảo hành cho các bác 3 tháng. Giá thì giá trên thì giá 23 triệu đồng thì không bao gồm phí vận chuyển. Với cặp loa to như thế này thì các bác cứ cọc, cọc cho bên shop em là từ 3 đến 4 triệu thì shop em sẽ chuyển đến tay các bác. Video của ngày hôm nay shop em xin được tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn các bác đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.